chiên cá lóc ăn cho thắm tình dân tộc mới bà. Chào Khiêm. Chiên khô cá lóc má ơi. Không biết cái giờ này nó đã ấy chưa? Trời ơi, bên này đói nha mấy bà. Bên này lạnh là đói nha. Hello chị Trúc Mai. Má chiên khô cá lóc mấy bà. Các bà thèm không? Chứ tôi là thèm xiết đến nơi rồi. Đó. Chả biết là đúng đúng lắm chứ mấy trời. Tôi đúng nóng như trời, tôi có mở đúng nóng như trời. Đó. Chiên khô cá lóc tôi nói là chiên khô cá lóc ăn trưa. Đó. Ai thèm cứ thèm. Đó. Tôi trước khi tôi đi chợ là tôi đã là em rất thích khô và mắm nha chị. Bên đó lạnh lắm, lạnh bình thường em ạ. Chào Rốc Rác, chào tình yêu. Chiên cái bếp của nó hơi chậm. Chả biết đến bao giờ nó nóng luôn đi bà. Không biết bao giờ nó nóng. Bên này 12 giờ trưa. Chiên khô cá lóc cũng vui. Đa phần là các bác phải để phải mua từ Việt Nam sang. Khô cá không cần ngâm nước chị. Khô cá không cần ngâm nước. Vì nhà em mà đã tuyển cá là nó ngon lành cành đào rồi. Em tuyển khô cá là phải ngon lành cành đào. Khô là lóc xương rồi nhé. Đó. Đó, đó, đó. Thấy không? Xèo 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 xèo. Bún đậu vẫn bán bình thường bay đi Trần. Vẫn bán bình thường. Nó xèo xèo rồi đó. Gì chứ. Sang đây để mang khô một khích sang ăn. Đó. Một ký khô cá lóc nó tầm 3 đến 4 con. Có chị đi mua về bỏ ngăn đông như chị, 355.000 một ký. Cái gì thần bia một thời, trời tôi đang sang đây, tôi đang chả nhẽ tôi chiên khô cá xong tôi khui chai bia tôi uống. Giờ này xem làm đó bên kia là 12 giờ đêm không? Các bà chắc thèm lắm đây. Trời ơi bên này á. Buổi hôm Thanh Hà mẹ xương con. Vào đi táp mẹ không giải quyết vấn đề gì đâu Thanh Hà.
Con chửi mẹ một câu, mẹ thích thì mẹ cho con chửi, mẹ không thích mẹ bồi lấp con luôn. Tương ớt nhà mua cả thùng. Đó. Thề luôn, lạnh, bên này lạnh chỉ cần ăn quả. Ăn quả khô cà lóc. Có chứ, có hút chân không chứ Tracy? Có hút chân không? Quen giờ giấc rồi chứ? Sang đây mang khô cá lóc, mang khô cá sặc. Hoài My con vào xem mẹ à, mẹ chào con. Atifan vui quá, chào chị Đăng Hải à. Chồng kêu bên này thiếu gì mà đóng, nhưng vấn đề là không có ngon. Đi rồi. Em cũng đi mấy cái chợ đồ Việt Nam ở đây rồi, nhưng khô cá không ngon bằng khô cá em mang sang, chắc chắn luôn. Có đi mua thử rồi, đi ra xem thử rồi, nhưng mà khô cá của họ không ngon bằng ở đây. Ra quận 1 nhậu, mày làm tao thèm quá nha. Có bọn cùng cuộc con vào chửi cũng vui. Chả thấy khu trang điêu uống. Bia thì sẵn đá đây rồi. Bia thì sẵn mà đá đây rồi. Hương thỏ đừng để em chiên, đứng dậy chiên, chiên luôn em ơi đâu. Mát ruột. Đời chỉ sợ không có tiền thôi các bác ạ. Chứ còn bọn mạng xã hội thì có giá trị gì với mình. Đúng không? Bọn mạng xã hội không có giá trị. Ok. Nhậu khô cũng được các bác ơi. Mặc áo gì vậy trời? Vô. Ta đồng tâm khui bia đây. Nhậu online luôn cái gì nữa. Đó, mới là con yêu. Tôi thì sợ câu của bà. Đây, view nhà tôi đây. Tôi thì sợ câu của bà. Nó chào anh Trương Quốc Phong. Ăn uống gì đâu. Vô. Bia Covid nào bà?
miếng này nó hơi dày, cắt chiên lại. Mắt ruột. Có ai đúng tôi không? Có ai buồn không? Không có gì buồn đâu. Có mọi người live stream cùng, có gì buồn. Bên này không có Sài Gòn mọi người. Bên này chỉ có Corona thôi. Bên này có Corona nhé, không có Sài Gòn, không có tay cơ bản. Cảnh báo à, ok. Chắc uống bia đấy. Bên TikTok uống bia nó cảnh báo mọi người qua Facebook chơi. Khô cá lóc, úi dồi ôi. Các bà ơi, nó ngon. Nó ngon thần sầu. Nó ngon thần sầu. Nó ngon thần sầu. Ngon. Chưa là mắt cơm.
cao lắp nhà tôi bán. Khô cá lóc nhà tôi bán. Bên 30 Tết tôi hẹn các người uống online. Chết tôi rồi. Bà Đỗ Thị Hà mà ngủ làm cái gì? Bà ngủ là cái gì tầm này rồi ôi. Cá nó chín nó ngon thế này rồi con ngu. Rồi ôi. Rồi ôi chẳng nơi cuộc đời. Người ta đắp trước làm trường làm gì? Ăn gì đây? Trước thì ăn chưa này có ra một cái này mà. Ôi giời ôi. Nhất con là cái này cũng mày ăn gì chẳng ơi tình. Xin mời các bé vào đây. Trên mày bên này nó lạnh lắm các bạn ơi. Đúng không? Nó lại có thắm tình dân tộc như thế này thì con gì con cá vào đây. Úi giời. Úi giời. Thèm chơi nha. Thèm chơi. Mời các bạn. Mời các bạn. Chờ đi chú mày. Chờ đi chú mày. Cái gì? À, rồi ba dặn mẹ à, được rồi. Ba bác mẹ uống. Từ từ chờ chú Quỳnh thế nào. Chào tắt rồi. Cá thơm quá. Mẹ chồng tôi dậy lấy cái giấy lau. Ủa? Tôi cất ba con cá vào này. Nhà tôi ăn hai con. Cá thơm quá, cá thơm quá. Cất ngăn đông nhé, cất ngăn đông nhé. Cất ngăn đông nhé. Mai mua 2 ký, trời ơi, liên hệ nhà em 355.000. 1 ký 355.000. Mẹ ơi, rõ ràng là cái tủ lạnh nhà mình có bị đông đá này ạ. À? Ý con nói là cái tủ lạnh của chồng con ấy. Góp này vậy nhỉ? Cái này nhà mình bị đông đá rồi.
trước là đây này, rau đông đá. Mẹ phải bảo chồng con tối về chỉnh cái tủ thôi chứ con không biết chỉnh đâu, ngu công nghệ. Mình làm sao mình biết tiếng Anh đâu mình chỉnh mẹ. Mẹ bảo chồng con chỉnh nó về cái thường thường thôi chứ lạnh thế này á, nó đông hết đá ở trong tủ rau rồi. Xào miếng rau. Cái tủ nó bị đóng đá mọi người. Không biết làm. Hay bên này nó lạnh quá, trong ngoài đều lạnh như thế. Dô với bà. Thảo lưu đang lên tủ lạnh dở mát. Tao nghĩ là mày không đủ tiền để mua tủ lạnh đấy đâu. Nên đừng nói chứ tủ lạnh dở mà người ta cười khinh cho. Mày đang nói ở dân Việt Nam mình hay mua tủ lạnh dở. Còn Mỹ không có gì dở hết mày. Có dở thì chỉ có đồ Việt Nam mày cầm sang dở mới, chứ ở Mỹ người ta quán đồ dở. Bớt nói chuyện ngu lại, người ta đỡ khinh cho. Nghèo hèn cũng ngu ngục của sân si. Nhá. Bảo mấy con sân si ấy, nó hay bảo nó xà lơ với bà, rô với bà. Bia, mát. Nhiều đứa nó cứ sân si, các bạn hiểu không? Ở đời ngu nhất là sân si. Nhiều con sân si mà không biết là mình ngu. Cứ đi sân si. Mẹ chỉ có dân Việt Nam nhà chúng mày ấy mới hay đi lừa người khác. Bên Mỹ mình nghĩ là muốn bán đồ lở mà được à? Mẹ chỉ có dân Việt mình hay đi lừa nhau thôi, giống như thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng với mẹ
sản xuất đại trà. Xong các bạn người ta lừa, ở đây không có tin là lừa nhé. Thôi Lưu Đan là yêu con, thôi con dám đây. 100% không say không ngủ, không uống được bao nhiêu được mà say. Ở ở bên này cái lò hay phết như vậy bà. Việt Nam mình hay bán đồ lởm cho nhau xong rồi lừa, xong rồi cứ bảo đồ xị. Với nhà em có người trong hãng, các bạn hiểu không? Tôi thấy chỉ có mấy má Việt Nam là hay lừa nhau thôi, chứ còn tôi không thấy nước ngoài ta lừa bây giờ. Trời ơi, Việt Nam mình là cứ phải rẻ. Mẹ em thật, mẹ em bán hàng em biết mà. Giống như hôm nay vừa đi siêu thị ấy, mua hai hộp sữa cho Kiến. Vừa mua hai hộp sữa cho Kiến để kể mấy bà nghe. Tôi bán 485.000 chúng, tôi bán bác bảo chúng nó là tôi bán đắt. Thế để tôi kể cho mấy bà xòm ha. Mẹ ơi con quay nữa, đang quay cơm đây, con để mấy độ mẹ nhỉ? Mẹ con mày có quay cơm lên mấy độ? Số mấy, số 1 à? Thế dạ. Đấy bà Kiến này, thích bố bà ấy ra cái nhiệm vụ này. Ba nó giao nhiệm vụ này, cú viên thuốc số 2. Tao không biết được gì thôi, con ơi, con vào được sân si nữa con gái. Việt Nam mình hay lừa người khác, người ta lừa đúng mình. Thôi thôi thôi. Cãi nhau bọn này mệt lắm. Việt Nam mình chùm. Chùm một câu nhà em có người nhà. Mua về không lấy lời, bán cho các chị. Người nhà chắc bên này uống nước lá ngủ chín giờ để đi bán. Việt Nam mình hay có cái câu đấy. Nhà em có người nhà bên Mỹ. Nhập hàng về. Nhà em có người nhà đi nhập hàng về để giá rẻ cho các chị. Sau vào chắc người nhà bên Mỹ là uống nước lã gửi khí rời, sau đó đổ nước lọc vào để chạy ô tô. Bọn anti thì muốn đời nát. Mọi người hỏi rất nhiều cái hộp hộp hạt nêm gà này nhưng mà chưa về hàng nhé, tại vì là ấy. Chưa người sách về. Gớm thôi, thả Lưu Đa lên tao bảo mày này. Tao không biết ở Mỹ mày làm cái nghề gì, nhưng mà tao thấy mày là cái loại này. Nếu mày là dân Việt Nam ấy thì mày sang Mỹ bao lâu ta không biết, nhưng mà mày vẫn chưa học được cái gọi là cái sự văn minh của người Mỹ, hiểu không? Tu thêm kiếp nữa đi con. Khổ lắm, mấy ba mấy má ấy, mấy ba mấy má sân si ấy, tôi không biết đời của ba các má đã làm được gì trong cuộc đời này, gia đình các má đã sướng chưa. Những thương mày là nhất được chưa, mày nhất được chưa,
tao cho mày phải biết luôn được chưa? Khổ. Mẹ chồng em bảo là hôm nay xào rau chay đi nhé, đừng có xào với thịt, chỉ xào nấm với rau thôi. Kêu em mà không có xào tôm rồi thịt gì vào ngấy. Mấy đứa anti nó khổ lắm. Mẹ ơi, nó chưa mềm mẹ. Nó chưa mềm có phải ra sang số 3 nữa à? Cơm á. Chưa được, con phải sang thêm. Thêm số 2 tiếp. Con có đại không? Có chứ, con có măng bạc luôn. Nó nóng. Nó để miếng hành tôm, ấy hành hành cho nó đẹp không hay là ngọ gì không? Thì tí nó ra cho hành nó có đang xào. Cho rừng. Có cho không? Tí nữa cho. Thì có cho thì cho nó đẹp. Ăn cái bát rửa đi nha. Để lên mong bát đi con. Con nụ Vũ đang nghe nhạc vàng đi ngủ, sợ thế. Yến mang ba bát đi cho mẹ. Này 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 này. Đâu cái đấy thì nó biết đâu đều như chồng con mua. Không, cái này con nãy mình coi là trên nè. Con đâu biết đâu. Con mấy cái đấy đi nhỡ cái đèn nó có bị trục trặc thì mình có đem đi trả chứ. Được không mày? Đèn ở mua. Ừ. Mẹ. Ừ, cái đó khổng lồ á. Cái khổng lồ thì ấp đi ra. Mẹ đi đâu á. Ừ. Ừ. Con vừa làm cốc bia cho mắt ruột. Vừa làm cốc bia cho mắt ruột. Mẹ cứ bảo chồng con là bạn đem đến nhà hỏi cái gì thì bảo là vợ tao thích uống bia, cứ tặng cho con uống bia được rồi. Lấy cái gì kêu vậy nhỉ? Hạt cúc. Chả bông cúc á? Không, không được, không được. Cái này bông cúc cũng ngon nè. Có lấy bông cúc không? Dạ. Cùng bông cúc à? Chiên tôm của Kiến này. Đây nó quá. Thôi được rồi. Mày chịu đâu được chưa? Thảo Phan Lưu tao khổ mày ghê. Vậy cho mày về nhất. Tao bần hàng ok. Mày nhất thế được chưa? Khổ thật sự luôn đi bà ơi. Tôi khổ lắm. Chuẩn chưa? Thôi mày tỉnh đâu được chưa? Chốt điêu. Hôm nay mẹ con em mới đi chợ, đi chợ. Cắt đôi đuôi đi. Con cơm chiên này, con cơm trắng. Con cơm chiên. Ok, con cơm chiên đi này. Con muốn phải bóp cái này chứ. Cho con sờ được không ạ? Được, con cứ sờ đi.
cơm chiên của con đây. Được ấm rồi nè. Ok, Thảo Lưu Đan mày tỷ đô được chứ. Ta khổ mày ghê vậy đấy. Nóng hỏi luôn á, còn nóng mà mới là nấu rồi. Giết đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Rồi ăn. Rồi tỉnh xong ra luôn. Ủa mẹ? Chả mới khỏi. Đói nữa, chung trời mưa mà chúng ta ăn cơm khô cá là nó là đỉnh cao của chóp rồi. Đỉnh của chết. Đỉnh của chóp là cơm há cá khô. Đỉnh của chết. Của chết. Của chết. Bà nói cái ly này con để đây là không được rồi đó. Thôi để đây. Đúng rồi, đúng. Thôi để đây đi ha. Đấy, đây là một khỏi cái tài của con. Cô bờ lốc nó bờ lốc làm gì con? Mình bờ lốc nó là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như mà mình không bờ lốc nó, mình để cho nó cứ nghe nhìn mình mỗi ngày ấy, nó mới là đỉnh cao. Vì nó ghét mình mà nó cứ phải nhìn với mình. Mình xin nhớ mẹ. Hiểu không? Nó ghét mình nhưng phải vẫn phải nhìn với mình. Ví dụ như vừa nãy ấy, thích là phải đổ cái đĩa rau này này ra cái đĩa, nhưng mà không đổ ra cái đĩa, đổ vào hộp nhựa cho chúng nó có chuyện, chúng nó chửi. Thì mời ăn đi con. Thả vô. Mời cả nhà ăn cơm. Dạ, mời con, nhà con mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Trời. Mời cả nhà ăn cơm. Ngon quá. Thôi đi mẹ. Ăn vậy nó keo không bà con? Chúng nó sẽ bảo mình keo kiệt. Thảo Lưu Đan tâm lốc này, tao không có thói quen bờ lốc Atifan. Phải có Atifan cuộc đời mới thi vị. Bởi vì nếu như không có chúng nó thì nó buồn lắm mọi người ạ. Không có chúng nó cuộc đời nó như kiểu một ngục tù ấy mọi người. Không có chúng nó mình sẽ không bao giờ nhận ra rằng là cuộc đời mình may mắn. Bởi vì mấy cái đứa nó ghét mình ấy, nó phải dòm mình. Ok chưa mấy bác? Trời thần. Đúng rồi mà mơ mà fan fan mình là mình thôi em. Thề cuộc đời. Được không? Ngoài Bắc mà mùa lạnh này mà ăn cái con cá khô, bất kỳ con cá gì cũng ngon. Là ngon hết sợi. Ngon hết nước chấm. Ừ, hết nước chấm. Rớt hơn một sợi miếng dưỡng. Ừ, cho kìa miệng. Có sợ nó cay không? Để tôi cho ớt nhỉ? Không, cho nó ngã. Thầy hương. Ngon. Ăn cơm khô cả lóc à, ngon nhất cái nách. Dặn của mẹ mà. Đây. Cái này là dính của con. Đây của con đây. Con nhớ mẹ. Con thấy con có chuyện gì tối ăn chồng con ăn hả? Chồng con về trên cái mới. À, nhờ. Trời ơi, Chelsea hai buồn ngủ. Cháu cũng phan cà khô nhìn thèm. Bây là 1 giờ chiều. Con kêu một cái đêm. Ăn xong rồi bắt đầu ngủ tiếp. Ăn xong ba bà cháu lên trên lầu ngủ tiếp. Tôi sinh 20 tháng 9. Đó là em. Tầm này đêm ấy. Thề luôn. Phan Phan ạ. Mình là người Việt Nam ấy, mình đi đâu cũng thèm cơm khô. Ngoài Bắc, nói chung ngoài Bắc mà có cơm, ngoài Bắc nhà mình ấy hay ăn cái cơm cá cơm nhỉ. Ngoài Bắc mình hay ăn cá cơm, trời ơi, tao nói ngon. Em không hiểu sao á. Chồng chị người Việt làm sao mà không được đồ khô. Người Hoa mà nữa. Người Việt mà không làm. Sinh ra Việt Nam. Người Hoa gốc Việt. Em người Bắc như cực nhịn cả khô cá lóc thì khô cá sặc ngon. Người Việt gốc Hoa. Ba là người Việt gốc Hoa con ạ. Cái gốc là người Hoa. Cái trên cái cây đó là cây tràm. Nhưng mà mọc ở trên nó ra từ quýt. Chị có biết nói tiếng Anh đâu bé.
luôn. Cơm khô, cơm cá khô thì ăn khô thôi, chứ không có Mẹ con là người Việt gốc Bắc. Chứ không có, chứ mình không có ấy ăn được nước canh đâu. Khô cá nhá, mọi người thường ăn với chấm mắm me. Người miền Nam mình hay ăn chấm mắm me, nhưng người Bắc chỉ ăn được cơm trắng thôi. Chào Candy, em mới ngủ dậy thấy cả nhà ăn cơm đói bụng quá xuống ăn liền, làm tô mì tôm em. Cầm người chiên khô cá lóc. Dạ. Có cầm người chiên khô cá lóc là cũng ngon. Cơm nguội cho vào lòng lò mê tu quay. Cá làm cách nào nó hết mặn là em mua ngay cái mối mà người ta đừng làm mặn. Nhà chị. Nhà chị bán khô cá vừa đủ ăn, không có mặn. Người miền Nam người ta hay chiên khô cá lên, xong người ta xé ra, người ta trộn với xoài. Rất ngon. Khô cá này mua về nấu bún cá cay Hải Phòng được không? Chắc không đâu Mai Vũ ơi. Khô cá chỉ chiên lên ăn thôi em ạ, hoặc là nướng. Con đi, chị làm đợt chuyến đi học xong xuôi ổn định thì cũng qua Cali đi thắp nhang của chị hai. Có bị nhớ Việt Nam không? Không, tại vì sang đây cũng live stream cũng vẫn có mọi người, cũng như chỉ là mình ở một chỗ khác thôi. Chỉ buồn một cái là không có bạn nhậu thôi, chứ còn cũng không gì buồn cả, cũng không có gì đáng buồn cả. Mà chỉ có nhắn tin với bạn nhậu, và đám bạn nhậu nó hay gửi hình đang nhậu, nó trêu tức mình thôi. Mà con thì là cứng rồi nhá. Đúng rồi. Mai Vũ hôm nọ em mua chả cốm siêu cốm bên Trang dẻo cực. Chả cốm siêu cốm bên chị ở đỉnh cao à. Tiếc mỗi tội là không mang được chả cốm vào Mỹ. Giờ mẹ chỉ có làm thôi mẹ ơi. Được rồi, hôm nào mẹ mua cái máy xay thịt mà không mua được thịt là dẻo để mà xay mà làm. Mình không biết cái dừa thịt nó mặn hèo ra mình nấu như không. Ăn cơm khô cá với nước đá, người miền Tây mình hay ăn với nước đá nhỉ. Em ăn cá xong Mỹ bình thường mà. Em mang cá sang Mỹ rất bình thường, người ta cho em bay bình thường, em đừng có mang thịt cả gà, thịt lợn, thịt heo, thịt bò là được. Cá, tôm, mực thoải mái. Bộ đồ này mua ở Gap. Cái bộ này hình như bạn của chồng chị tặng mua ở Gap. Thi yên tâm, tại vì là Kiến chuẩn bị vào học. Chị cũng muốn sang Cali để thắp nhang cho chị Phi Nhung, cộng với việc thăm một số người bạn bên đó. Kiến là người Việt. Mai Vũ xách mắm tôm sang bên này bình thường. Chuyến trước hôm mùng 7 chồng chị sang là xách 1,5 lít mắm tôm rồi. Trời, cuối tuần làm mắm tôm. Mắm tôm bún đậu. Bên này làm gì có trường tiếng Việt. Bên này phải học tiếng Anh. Bên này 1 giờ chiều. Ôi, sang đây ăn nghỉ, ngủ nghỉ cơ ơi. Dạ quá, gần nhất có thể mình có cơm ăn ha. Con làm em. Còn có thể dí áo con lên bình thường. Mình là cái thể loại mê cá. Mê khô, mình dân Việt Nam. Mình cứ phải ăn những cái món của mình. Mẹ ơi. Ôi trời, mặc áo len mới luôn à? Dạ. Thế nên là lúc mà con gỡ cái áo này ra. Cái áo sao kìa? Cho nó đỡ lắm. Ngon lắm các bạn. Chị cũng phải sắp xếp việc cho Kiến đã Thi Thi ạ.
Việt Nam mà cứ mua một cái thèm khô nhỉ. Ở bên này trời đang mưa nữa. Mẹ nửa con nửa nhá. Không nhiều như mẹ nhất rồi. Không, mẹ nửa con nửa xong hay là mẹ cho bà béo chút chút chứ. Thôi, mẹ mới giảm con đây, bà nội gắn nốt chỗ này. Ừ. Mỗi người nửa ăn nhiều vậy. Rồi, gắn được rồi. Khang Hằng ơi, kính chị đang đeo chị bán nhé. 490 cành. Em tìm trang cá nhân của chị. Cali chào Đồng Hương. Canada. Canada hình như bằng giờ bên chỗ bang của chị. Bên TikTok ai mà tự dưng cho trà đẹp. Nhiều bún riêu bà bảy không. Thèm vãi trưởng mà không nấu được. Thèm bún riêu bà bảy như Mai Vũ. Trước lúc đi còn chưa kịp đi ăn. Xa quá. Trước lúc đi kịp ăn bánh canh cá lóc Phạm Văn Hai. Trước lúc đi chơi mẹ mua bánh đồng xu cho con ra. Bánh đồng xu cho con ăn không? Tại con không hỏi. Tại nhà mày bận á. Mát lạnh. Quân Thoại. Mẹ chồng có quốc tịch bảo lãnh. Chạy thẻ xanh nên làm bộ ngoan hiền. Chúng mày toan cứ đoán trong háng của anh đón ra. Chán chúng mày thật. Chắc mới xem live stream không? Tao ít thì ngại chúng mày lắm. Ráng lên. Nếu như thật sự ở cuộc đời này mình mà có mẹ chồng ấy, hoặc bà chồng bảo lãnh sang, thì cũng phải ngoan hiền chứ sao. Bình thường mà, mẹ chồng có làm gì mình đâu. Cái lũ chó ngu chúng mày mới phải chửi chứ. Mẹ chồng tao làm gì tao mà tao phải giả bộ ngoan hiền. Nó chẳng nói không, nó phải phân tử người ta. Bị rơi cơm áo à, rơi cơm áo được ở đây, đây, hột cơm đây, thank you em. Trời ơi, tôi khổ ghê vậy đấy. Đó, nằm thế bảo là ăn là mất dạy, người nói thế nào cũng vừa lòng chúng mày. Chúng mày á, có tu 10 kiếp, ha. Có tu 10 kiếp, cũng không có ai bảo lãnh chúng mày đi. Chết 9 lần, đầu thai 72 kiếp, chó mèo lợn gà. Lên làm người cũng không có ai bảo lãnh chúng mày đi. Nên cứ chửi mạnh vô. Hiểu không? Chúng mày có tu ấy. Cả lò chúng mày tu. Cả lò chúng mày 100 mạng, chết đi sống lại. Cũng không bao giờ có được cái phước đấy. Nên rõ ràng ấy, phải cố gắng lên. Khẩu nghiệp nhiều vô. Hiểu chưa? Cái gì Tôn Huy Phạm chửi hay hơn á? Có chửi gì đâu. Đang nói chuyện đời, chửi đâu chửi. Đâu phải muốn qua Mỹ là mà qua được đâu có cưng. Nếu mà qua Mỹ dễ thế ấy, người ta đi nhiều lắm. Người ta đi nhanh lắm các bạn. Qua Mỹ mà dễ thế thì cả lò chúng mày cũng bán đất bán đai đi mà đi Mỹ. Rất nhiều người á, đi rất nhiều người cầm rất nhiều tiền mà vẫn trượt visa Mỹ bình thường. Đi Mỹ ăn phèn quá, đúng rồi em. Nghèo mà em. Sang Mỹ ấy, là ăn cá khô thôi. Nghèo lắm. Bên Mỹ cá khô nó rẻ lắm. Giàu như cô mày chỉ có ngồi tù, ăn cơm cân bạc áo số thôi.
cá cũng không ai chiên cho mà ăn đâu. Cô mày giàu, đợi cô mày ra khỏi tù đi, nói chuyện tiếp. Mình anh sang nước ngoài ăn đồ Việt Nam đặc sản đấy. Chỉ sợ chúng không có tiền để mà ship đồ Việt Nam sang ăn thôi. Cái gì chửi mà phải căng, cười cho ông thích. Ông Tony cũng khó tính quá. Chúng mày chiên khô vào cho cô chúng mày ăn đi. Chắc cũng thèm lắm đấy. Cherry đừng bớt cười nhé Cherry. May quá có người cho hai con khô trưa nay chiên cắm nồi cơ. Thề nhá, tôi đảm bảo mấy bà ở bên nước ngoài, người Việt của mình ấy, mẹ chắc chắn có những bà đang xem livestream này thèm rõ rãi là không có khô mà ăn. Tại vì ở bên Mỹ ấy, các bạn mua gà, bò, tôm hùm, tôm hít rất dễ. Nhưng mà mua khô Việt Nam ấy là cực khó. Chị ơi, cô Yến đi xem phong thủy cô có coi được giấy tờ đi nước ngoài không chị? Em à, mình phải tỉnh táo lên. Cô Yến xem phong thủy, cô sẽ giúp em xem là em cung mệnh đó, ngày tháng năm sinh đó, thì em sẽ mặc màu gì hợp, ở nhà hướng gì, cửa phòng ngủ hướng gì, két để hướng gì, đầu giường để hướng gì, bếp để hướng gì. Cô sẽ xem được cho em là những ngày nào trong cái tháng này nó sẽ là ngày hợp với cái việc em sẽ thuận buồm xuôi gió, may mắn hơn, để mình có thể xuất hành, có thể khai trương, có thể động thổ, có thể làm những việc lớn. Chứ còn giấy tờ của em đi Mỹ định cư ấy, nó còn phụ thuộc rất nhiều. Thứ nhất vào tài chính của người bảo lãnh em. Phụ thuộc vào việc cái người bảo lãnh em đóng thuế có đầy đủ và sạch đi Mỹ hay không. Cộng với việc nó cũng có rất nhiều yếu tố may mắn nữa. Có rất nhiều hồ sơ, rất nhiều người hồ sơ rất sạch. Nhưng đến khi xin phỏng vấn Mỹ vẫn fail như thường. Chị có rất nhiều bạn, rất nhiều tiền luôn, nhà cửa điền trạch rất ok luôn, đi du lịch 5 châu 4 biển. Con bảo châm bạn chị đấy, bảo châm đặng đấy, đi toàn thế giới luôn, nhưng trượt visa Mỹ 5 lần và nói tao sẽ không bao giờ xin visa Mỹ đi nữa. Mặc dù không nợ lần ngân hàng, không một cái phép gì luôn, nhưng phỏng vấn trượt là trượt. Mặc dù là có thư mời của Mỹ mời sang làm việc, vẫn trượt là trượt nhé. Chứ không phải là em nhiều tiền em đi được đâu. Cái này là rõ ràng đấy. Em không tin em cứ hỏi những người xin visa Mỹ đúng không? Chứ chị xin visa đi định cư theo chồng nó là như thế đấy. Chứ còn chị đâu có, chị đâu có giỏi về mấy cái chuyện đấy. Đúng rồi Dũng. Em được chồng hợp pháp bảo lãnh mà bị rớt giết chán chị ạ. Đấy, Trí Cường thế không? Có những người được chồng hợp pháp bảo lãnh, chồng cũng không mắc cái lỗi gì bên này luôn, vẫn trượt là trượt. Bún đậu quán chị vẫn bán bình thường em. Rồi qua không biết tiếng Anh ăn bám chồng. Đúng rồi, đúng rồi quan thoại. Chị không biết tiếng Anh, chị không đi làm gì luôn. Ở nhà lau chùi nhà cửa, giặt quần áo cho chồng, nấu cơm cho chồng, chờ chồng về nuôi đó em. Có Mai Vũ, 2 lần. Em đang chờ phỏng vấn diện QR1, chị không biết QR1 là gì? Qua đó bớt cà khịa người khác đi, tu bớt đi chị ớ. Đã cà khịa gì ai?
Chị đã cà khịa gì ai, Miron? Chúng mày không tắp lồn chị, làm sao mà chị chửi chúng mày được? Mà chị mày bảo chị cà khịa ai? Ổ chuột cũng được em. Ổ chuột cũng được, ừ. Ừ, chị ở khu ổ chuột cũng được, ừ. Quan trọng mấy đứa nói chị ở khu ổ chuột ấy, có mua được cái nhà ở khu ổ chuột không? Đúng không? Đúng mọi người? Khu ổ chuột cũng được. Quan trọng nhất là mấy đứa nói chị ở khu ổ chuột thì có đủ tiền để mua nhà ở khu ổ chuột không? Tao đi mẹ. Anh làm thối thế. Bên này họ ưu tiên cho con nít đi học lắm. Chị có ăn đồ ăn Mỹ đâu. Chị ăn đồ ăn Việt Nam mang sang không à? Chị Trang đang làm công việc gì? Lau nhà, dọn nhà, quét nhà, chồng nuôi. Chị Nina Trần công nhận không chị Nina Trần? Mấy đứa Việt Nam hay phán lắm. Mẹ. Ăn cơm đi con. Mấy đứa Việt Nam ấy có khi sống cả một cuộc đời không sống nổi, có nổi được một cái số dư trong số tài khoản của em luôn. Nhưng mà hay phán lắm chị. Em sang đây ok, sống khu ổ chuột cũng được, nghèo hèn cũng được, ăn bám cũng được, sao cũng được. Miễn là đấy, sáng dậy, nấu ăn sáng, thích phở là phở, thích bún là bún, thích miến là miến. Ăn xong đi siêu thị. Mua cũng được mà chả mua cũng đâu không nhắm ngắm xong lái xe về nhà nấu cơm ăn cơm xong. Ăn cơm xong cỡ nửa tiếng nữa đánh răng rửa mặt. Lên giường đắp chăn ngủ 5:30-6 giờ dậy. Nấu cơm ăn tối. Chờ chồng về phát lương. Việc gì để chứng minh mình có tiền. Nghèo lắm. Nghèo lắm cơ em ạ. Chị đâu có chứng minh chị có tiền làm gì em. Nghèo. Nghèo lắm em ạ. Ăn chặn từ thiện 5.000 tỷ cầm sang đây tiêu bao giờ hết. Biết gì phải làm. Ăn chặn từ thiện ở Việt Nam 5.000 tỷ. Trốn thẳng sang Mỹ tiêu 5.000 tỷ. Cưng. Chị thấy là Trần bà bang nào đấy. Đúng không Đinh Hoàng Lâm? Thanh thản chứ sao không thanh thản em. Mình nuốt trọn 5.000 tỷ tiền từ thiện. Thanh thản vô cùng. Ngày ngủ 3 trận. Ngậm kẹo ngủ say sữa. Giờ mới biết chị ăn trận từ thiện. Sao em chậm thông tin thế. Cập nhật mạnh lên. Ăn trận mười mấy năm nay được 5.000 tỷ. Mà vẫn phải giả nghèo giả khổ đấy. Không đúng mà. Tôi nói không đúng mà. Sắp Tết rồi. Ai muốn ăn chặn từ thiện inbox nha. Mình chỉ cho vài chiêu thức. Khóc lóc than phiền. Lên mạng. Người ta chuyển tiền cho mà tiêu. Không bị gì phải làm. Nếu mà chưa biết chỗ nào để làm để ăn chặn từ thiện nhắn tôi tiếp. Tôi chỉ cho một số chỗ. Tôi viết sẵn trong status. Cứ thế up lên thôi. Tiền nó tự động chảy vào tài khoản. Không phải làm. Cứu được bao nhiêu người rồi. Có bao nhiêu quỹ mổ tim cho cô tao rồi mà cười. Không. Ngu gì lấy tiền từ thiện để đi làm từ thiện. Phải nuốt trọn vào họng này này. Cô mày cao cả lắm. Cứu hàng mấy triệu triệu vạn tỷ tỷ. Trái tim rồi. Tao đâu. Tao là người em chọn từ thiện làm gì có trái tim. Ngu gì đi cứu người. Tiền người ta gửi mày cứ nuốt trọn cho ta. Không việc gì mình làm từ thiện. Nuốt trọn. Nuốt trọn. Hút trọn. Hiểu chưa? Đinh Hoàng Lâm. Hà Giang đang lạnh lắm mẹ. Viết mới xưa tới chút đi. Kiểu gì trong một tuần cũng kiếm được 500 tỷ. À không, 50 tỷ quên nhầm nhầm. Nói tiền tỷ khóc. Cao cả lắm, vì dân vì nước lắm. Nhưng không hỏi tao. Chắc mình mẹ chúng mày làm từ thiện. Người ta làm từ thiện nói này nói kia.
Chắc mình mẹ chúng mày làm không à? Xã hội không ai làm luôn. Dễ ăn quá chị, dễ ăn chứ em Đạt. Cực kỳ dễ ăn. Em không tin ha. Em cứ đăng mấy sở tây tút từ thiện, tiền ta chảy vào, không tin, làm thử đi. Đăng mấy bức hình khóc lóc than thở vãn, thầy số tài khoản vào. Đảm bảo với em 3 ngày không có 500 triệu chị làm con em luôn. Nhanh. Cái tầm này mẹ mấy giờ đi làm thuê em? Làm từ thiện nhanh giàu nhất, khẩn trương. Sao không biết người ta làm gì em? Chị ăn chặn từ thiện. Chào Như Vũ em yêu. Chị nhanh vào ơi. Mình nói thế mới vừa lòng chúng nó. Chứ biết nói làm sao bây giờ chị. Không nói thế. Chị nói gì chúng nó cũng nghĩ thế. Thì chị cứ nói thế cho chúng nó nhanh. Khiếp, không ai làm như thế cả. Ừ, cô mày trong sạch, tao chả biết. Trong sạch mà ngồi tù tao không biết lắm. Chúng mày không hiểu biết gì cả. Không hiểu biết gì cả, Đinh Hoàng Lâm. Bữa qua đó có say ngày nào không? 10 chai bia làm sao mà say. Cô mày cũng muốn chạy lắm mà không trốn được. Chết. Hiền ơi, em lại chưa không biết đọc và không biết viết rồi. Giống y con mẹ ngồi trong tù. Ngồi tù là phải giống mẹ chúng mày mới là ngồi tù. Ngồi tù là phải mẹ như mẹ chúng mày ngồi tù 3 năm mới là ngồi tù. Còn người ta án treo và người ta vẫn tung tăng vui lượn. Đi chơi ngoài đường. Tao chưa, mày có thể theo dõi Facebook của tao. Không một ngày nào không up. Còn mẹ chúng mày là câm tịt mồm 3 năm. Hiểu chưa? Đi tù và án treo là hai cái khác nhau. Chào đại, mời em. Phải đi học để biết. Nhưng như thế nào là ngồi tù? Như thế nào là án treo? Được hưởng án treo có nghĩa là được đi lại tung tăng, cấm xuất cảnh. Hiểu chưa? Cấm xuất cảnh là không được ra khỏi Việt Nam. Đó. Hiểu chưa? Người ta án treo là được hưởng án treo, là vẫn đi lại trong Việt Nam, không được xuất cảnh. Còn mẹ chúng mày là không thể xuất cảnh và ngồi tù, là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đừng nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm. Phải đi học để người ta không nói mình là tù thất học. Giống y con mẹ học dốt vào tù ngồi. Hiểu chưa? Một khi mà để tao phân tích rõ ràng ấy, tao chưa bao giờ tao phủ nhận chuyện tao có án treo. Bình thường, nếu mà trốn được thì con mẹ mày đã dùng quốc tịch nước ngoài để trốn rồi. Vì không trốn được nên con mẹ mày mới trốn thẳng vào tù 3 năm, hiểu chưa? Phải nhớ điều đấy. Trước khi nói cái gì, phải động não, suy nghĩ. Ok chưa? Ok chưa các con? Ok chưa? Đó. Được rồi, thì mẹ chúng mày quang minh chính đại ngồi tù được chưa? Chứ mẹ chúng mày mà trốn được thì cũng chắc trốn rồi, để chửi thích chắc chó lên. Có trốn được đâu. Đừng chọc tao. Để tao yên. Ngồi tù mà không ăn bám chồng. Trời ơi má ơi. Phải có phước mới ăn bám chồng được đó mấy má. Chứ tao đâu có hại chồng tao bán nhà bán cửa chạy án đâu. Sốt ruột. Không nha.
Ok chưa? Được rồi, thôi thì chạy án được chưa? Thôi mình đi rồi đầu tắm cho nó đi. Kiến nó không có nút cơm mà Kiến. Này hết cơm, nó trừ lại nước cơm. Trời ơi, nó trừ lại đống tôm luôn. Ở Mỹ nam nữ bình đẳng. Mày thử ăn bám chồng mày một năm xem mẹ chồng có đuổi ra khỏi nhà không. Hằng Nguyễn thấy chị ăn khô cá ngon làm em bên này thèm ghê. Nhiều chị bên này nhắn tin hỏi em có bán cá không, em có biết gì để nước Mỹ đâu mà bán. Ăn bám 7 năm, 10 năm cũng được chị nhỉ. Các chị nhỉ. Nó bảo em ăn bám chồng bị đuổi về. Ừ là trời. Chị up lại clip bên livestream YouTube không biết. Tại vì chị có biết gì về cộng đồng người Việt đâu bé. Chị hỗn, chị thích hỗn em ơi. Chị thích hỗn cho mấy đứa chúng em cắn chơi đó. Ở Mỹ được ăn bám chồng nào phước. Thì đây, ăn bám chồng đấy thay. Có đi làm gì đâu. Các bà cứ yên tâm. Các bà có xem tôi chỉ thấy live stream mỗi ngày thôi. Không có đi làm. Tiếng Anh không biết. Tiếng em thì không. Đường xá không biết. Thì chả ăn bám chồng thì làm cái gì cho đời. Không, quay nhà xem sang chảnh không không em, nhà chị ở khu ổ chuột, được chưa? Khu ổ chuột, nghèo lắm, nhà thuê, được chưa? Ở nhà thuê em ạ, ở nhà thuê, qua đó làm từ thiện không? Không, không làm từ thiện Việt Nam nhưng vẫn kêu gọi tiền cộng đồng Mỹ. Cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn gửi tiền một năm 5-70 ngàn đô để lấy tiền đi chợ. Nhật An cố tỏ ra mình ổn. Có ổn đâu em. Từ đầu tháng cuối tháng giờ. Cuối tháng rồi chưa nhận được khoảng 100 ngàn đô tiền từ thiện. Không ổn. Trời ơi, chị ơi, chị chửi công an, chị hèn quá rồi, chị xin lỗi. Thế say, thế tao hỏi mày nhé, mày say, mày chửi công an. Mày không thấy mày sai à? Mình xỉn, mình say, mình chửi công an, mình sai thì mình xin lỗi, chứ bình thường. Hiểu vấn đề không em? Con người ai mà không say? Chị Hằng Mon ơi, em không ở Cali chị. Nhưng mà em sẽ sang đấy. Trời nghèo lắm em. Bây giờ là mày ủ mưu này. Vào join vào cái hội cộng đồng người Việt tại Mỹ. Để kêu gọi từ thiện. Để kêu gọi từ thiện các bạn ạ. Đó, hiểu không? Ăn chặn từ thiện mẹ. 5.000 tỷ. Ở đây không phải thua kèo đâu Miron. Chị là một người này. Có những thể loại chị không thèm nhắc. Cặn bã cái loại mà bám vào người khác để sống thì chị không chơi. Ra tòa khóc như oan ức lắm. Ú, thế à, có khóc à? Có khóc ở Cherry. Chị không biết luôn. Chị đâu biết là ra tòa khóc đâu. Chị có xem đâu. Đấy. Bà Kiến á, cơm chiên ấy, bám cơm một con tôm. Đinh Hoàng Lâm ơi, mày kêu tao bắt ép thằng Hồ Văn Cường nói ra những điều không phải sự thật đó. Nó có bị ngu không? Nó có bị ngu không? Mà ai ép được nó mày? Mày đừng nhắc đến thằng Phản Phúc ở trong Facebook của tao. Nó có bị ngu không? Hay não của nó không có nhận thức? Ai ép được ai?
Ở đời này làm gì có ai ép ai mày. Nó bao nhiêu tuổi rồi mà ép. Mày nghĩ nó bao nhiêu tuổi rồi mà ép. Bị thiểu năng trí tuệ à? Mày ép. Hay bị đần. Hay bị đần mới để người ta ép. Nếu mà bị ép, nếu có bị ép là do mình ngu đần mà thôi. Trẻ thơ, 18 tuổi trẻ thơ, để tao rảnh tao up toàn bộ những cái clip. Tao chưa up cái gì đâu. Đừng để tao up. Đừng để tao up toàn bộ clip và hình ảnh. Tao vẫn giữ cho cái thằng phản phúc đấy một đường sống đấy. Chứ tao mà up full thì chắc đẹp lắm. Còn nếu như mà bị ép ấy thì người ta sẽ gọi là vì mình ngu. Trẻ con mà mày nói về chuyện với bọn 4-5 tuổi, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, 8-9 tuổi, 10 tuổi và dưới 15 tuổi mày gọi là trẻ con. Còn 18 tuổi rồi ấy thì không được gọi là trẻ con. Người ta gọi là tuổi thành niên. Hiểu chưa? Sông Nghệ có bán Thủy Quỳnh. Thôi mày cứ bảo thằng bóng phong thủy nó cứ táp lồn tao nhiều vô. Chúng mày cứ bơi kêu thằng bóng phong thủy táp lồn tao nhiều vô mà kiếm ăn. Một tháng tao có mấy ngày hành kinh bảo nó táp nhiều vào. Chứ nhiều thằng nhà quê, mấy thằng nhà quê nghèo hèn đó, cho chúng nó được cái quyền táp để mà kiếm ăn. Tao không rảnh nói chuyện với thằng giọng nhà quê. Em muốn mua thì nhờ tìm Facebook của chị Trang Trần có dấu tích xanh. Mấy thằng nhà quê thì không nói chuyện. Đừng nhắc đến trong Facebook của tao. Hiểu chưa? Ok hàng mon. Cali qua Cali chỉ nhậu mà không cà phê đâu. Không thích cà phê. Muốn tới bệ, muốn qua tới bến làm cốc bia với chị Trang quá. Chị sang Mỹ rồi Leo. Đúng rồi, giàu ăn chặn từ thiện chứ. Giọng chị thành phố giữ chưa? Chị là hộ khẩu Hà Nội em ạ. Chị sinh ra và lớn lên từ bé đến lớn là Hà Nội. Có được nghe đài đọc báo không? Đây là đài tiếng nói Việt Nam. Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trời ơi giọng chị quê ok, chị quê lắm baby à. Chị quê vô cùng. Ừ. Không, chị đâu có mở quán nhậu đâu Mai Vũ. Chị không mở quán nhậu. Mấy cái đứa cả đời không đi Hà Nội thì làm sao biết được giọng Hà Nội là cái gì? Thôi Đinh Hoàng Lâm ơi, mày đọc comment đến câu này là tao sẽ quyết định là block mày nhá. Mày sống sao để cho con Maya nó cạch mặt mày thôi, chết thôi. Thôi thôi thôi. Bọn này ngu rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chúng nó ngu quá, nó sảng luôn rồi. Sảng đá rồi. Thôi thôi thôi, con trai biến hộ mẹ cái. Chết thôi. Chết nịnh gì em. Chúng mày hay đi nịnh bợ người khác nên chúng mày nghĩ ai cũng nịnh bợ như chúng mày. Nào tát mẹ đến đâu rồi để mẹ biết nào. Mấy đứa tát mẹ đến đâu rồi để mẹ biết nè. Tát đến đâu rồi. Mẹ rửa bát xong mẹ còn đi ngủ chưa. Mấy bé ơi. Mấy bé ghét mẹ nào. Chửi mẹ mạnh mẽ lên.
mấy đứa tát mình biết thì chúng nó tát được mới bằng. Chị làm ăn với ai mà thời gian nghỉ chơi hết? Đúng rồi, chị sống có ra gì đâu em, nghỉ chơi chứ em, làm ăn ít thôi, chị cũng nhỏ nghe ai đâu em. Chị sợ lắm, chơi với mấy người thông minh quá chị bị ngu mà không chơi. Em hiểu không? Nào, mấy đứa ghét chị ở nhà có tôm ăn không? Này, thùng rác này, quán không? Mấy đứa ghét chị ăn tôm không? Chắc mẹ nó trong tù không có tôm mà ăn đâu ha. Con tôm to lắm, vứt mẹ mày luôn, khỏi ăn. Ở Mỹ không có máy rửa bát, nghèo thật đúng rồi em. Cái máy rửa bát ở dưới này con gai ra. Cái máy rửa bát ở dưới mẹ không thích rửa bát bằng máy con ạ. Mẹ thích tự tay rửa bát để cho nó đảm đá. Con trai hiểu không? Con phải hiểu này. Mẹ sang đây mẹ ăn bám chồng, mẹ phải thể hiện được cái rửa bát. Con hiểu không? Phải thể hiện là mình rửa bát. Chồng thương, đuổi mẹ em đi. Đúng rồi. Các em ạ, ổ chuột cũng được. Ở Mỹ mà ổ chuột như thế cũng được. Chỉ sợ mấy đứa ở Việt Nam ấy mơ mua cái khu ổ chuột ở quận 8 không có mà mua. Thương. Nhân voi mua xâm nghệ thì inbox cho chị. Hiểu không mấy bà? Ổ chuột cũng được. Nhịt nè. Tao thích ổ chuột. Sống ổ chuột cũng được. Chừng nào đuổi về á thì chừng nào nó chán nó đuổi về. Chứ giờ tầm này các em ơi, có chỗ ở là may rồi. Chứ mấy đứa chửi chị khi đang ở phòng trọ 300. Mấy đứa ở Việt Nam chắc là ở phòng trọ chắc 300. Có đến 300 không? Mấy bé ở Việt Nam có ở phòng trọ 300 một đứa, chia ra một phòng 2 triệu 4 đứa không? Bảo chị để chị phát lộc cho một tí. À cái bọn anti fan bảo chị ở khu ổ chuột chả. Ừ ok. Đúng rồi, ở Mỹ rửa bát bằng tay thất nghiệp. Thất nghiệp chứ gì nữa. Sao em bám chậm thì thất nghiệp thì gấp. Mày dầm da dầm dít. Em nói chị như này, Em thừa sức mà để cho chúng nó gọi là khỏi comment. Nhưng mà mình mà không cho chúng nó comment thì ở Việt Nam chúng nó sống bằng cái gì? À chị đang like TikTok nữa, Chan Miki. Mọi người hiểu không? Mình phải có để cho chúng nó có, để cho chúng nó có cái chúng nó chửi. Vì ấy, chúng nó chửi mình ấy, chúng nó sẽ mất thời gian cho mình. Vì sao? Mình sang đây mình đang bám chồng, mình đang không có việc gì làm, nên mình phải có một thời gian tiêu khiển. Đó, một thời gian tiêu khiển để cho chúng nó có cái chúng nó chửi mình. Vì nếu như mà mình không có cái để cho chúng nó chửi mình ấy, thì mình cũng không biết làm gì cho hết ngày hết giờ luôn. Công việc chính ăn bám chồng, mẹ mà không rửa bát bằng tay thì có tốn tiền rửa máy rửa bát thì có mà đuổi mẹ em về vớ va vẩn bọn vớ va vẩn. Đúng với ba, các bạn thấy đúng không? Trời ơi, các bạn thấy đúng quá, đúng quá trời luôn. Sang bên đấy tưởng ăn tôm hùm, cua hoàng đế, sang đây ăn con cá khô, thương quá. Thương lắm luôn. Thương lắm luôn, thề luôn, sang đây thề muốn cua hoàng đế quá cơ. Chết mẹ không chứ. Xe cúc về á, xe cúc về của chị đang để nhà bán đồ cổ, em ạ. Khổ các con ơi, các con làm mẹ thương quá các con ơi. Đúng, nhân số 1.
Từ đâu bên này đang chiều mà chị. Qua đây chị đi bộ thì có tiền đi xe. Chê người ta đi xe cúp ghẻ, đúng rồi em ơi. Chị làm gì có tiền đi ô tô đi cúp ghẻ không à. Ngày nào con khô thương quá. Khổ sang bây giờ tiếng Anh, tưởng tượng tiếng Anh em. Em không biết rồi. Em sang nước ngoài cứ đưa cục tiền thôi em ạ. Em biết nói tiếng Anh mà em đứng ở ngoài ấy, xong mà em nhòm người ta mua đồ á, quả đấy mới đau. Còn chị được cái không biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh nhưng mà chị cầm cục tiền vào chả ai cản được chị cả. Chị thích cái gì nhất chị mua. Đúng không mọi người? Các bạn nghĩ mà xem, tầm này biết tiếng Anh xong rồi đứng ngoài cửa nhòm người ta mua đồ, hay là không biết tiếng Anh cầm cục tiền vào mua đồ. Nếu là các bạn chọn cái gì? Không, chị đi làm giúp việc mà em. Sang Mỹ trốn làm giúp việc. Thiên Trang quán bún đậu vẫn bán bình thường. Nhân viên em chị vẫn làm bình thường. Chị sang đấy làm gì, ăn bám chồng em? Đừng nhắc đến thằng bóng phong thủy trong nhà tao. Tao cũng ưa thằng bóng phong thủy. Tao cho nó sống cuộc đời tát tao từ giờ đến cuối đời để nó có cái mà ăn. Chứ nó không tát tao lấy gì nó sống. Chúng mày đừng nhắc đến tên nó, kệ cho nó chửi thoải mái. Tao thích. Nó phải chửi tao mới thì mới có cái lũ chúng mày vào xem tao. Chứ nó không chửi tao thì chúng mày quên tao mất. Hiểu không? Chị cũng chúc cho những đứa ghét chị nha, Tết này có 500 triệu tiêu. À quên, có 5 triệu tiêu. Chị chúc cho các em là Tết này có 5 triệu tiêu vặt. Gửi cho bố mẹ 50 triệu. Chứ chị sợ là các em cứ mải mê chửi chị không kiếm tiền. Mải mê chửi chị không kiếm tiền, thế là thôi chết mẹ. Ui chị sợ lắm em. Chị sợ nó lắm luôn ý, chết. Chị sợ lắm, chị sợ mấy thằng nghèo hèn lắm em ơi. Đừng để bọn nghèo hèn gần chị, sợ lắm. Chết chưa? Sợ chứ em. Dây vì mấy đứa nghèo hèn thì sợ bỏ mẹ lắm. Em làm sao? Mẹ chị đã ăn sang đây cu li ở khu ổ chuột, còn ăn nhờ ở đậu nhà chồng, sợ bỏ mẹ mấy thằng nghèo. Trời ơi, bảo cái thằng phong thủy thì nói ít thôi. Nói nhiều quá thì người ta bảo mất hay. Tự dưng một thằng bóng mặt thì như con yêu tinh ý. Xong mà cứ đi ngồi nhắc tên người ta không được nhắc đến, nhưng nhắc để làm cái gì. Bảo nó dáng bán phong thủy đi. Chứ giờ này cái bọn vỡ nợ nhiều lắm, nó mua phong thủy nhiều lắm, nó đeo giày mã tẩu rồi đấy. Cho nhanh giàu. Dáng bán đi, đừng gọi tên chị xem quán được không. Gọi tên chị bị khổ, chị chán lắm. Chị sợ mấy thằng nghèo lắm. Ui, sao lại lôi Phạm Hương vào đây? Mình đừng lôi Phạm Hương vào đây, người ta là hoa hậu kìa. Không, đừng lôi Phạm Hương vào đây, khổ lắm. Người ta hoa hậu mày ơi, tao đi ăn bám rồi. Khổn. Trang Nikki, bên TikTok bọn ngu đông mà. Bên kia có bọn nghèo hèn ngu ngục đông mà. Cho nó vui. Hiểu không em?
bỏ TikTok vào mọi người ngu nghèo mà còn nghe thông tin trên TikTok toàn thông tin vớ vẩn. Nhưng mà mình phải cà khịa chúng nó cho chúng nó tắt mình cho nó vui cửa vui nhà. Giờ bây giờ đi ngủ này. Bây giờ đi ngủ chưa? Còn ai mà là fan mình ở bên TikTok ấy, người ta sẽ tự động người ta sang bên trang cá nhân người ta xem, em hiểu không? Còn bọn ghét mình thì kệ mẹ chúng nó, cho chúng nó chửi vài câu cho vui cửa vui nhà. Mai chỉ là ăn khôi thì chúng nó chửi tiếp. Mai chỉ là ăn khôi chúng chửi tiếp, em hiểu không? Chứ bây giờ mình không cho chúng nó chửi mình, chúng nó tức. Ok, bye bye các tình yêu, đi ngủ nha. À chị Nguyệt Nguyễn, bọn vô duyên này, bọn vừa nghèo hèn vừa vô duyên này, mình không canh được chúng nó đâu. Mình đấu tranh làm sao được bọn đấy, uống trà làm cân thế nào. Giờ lên ngủ ngon nha. Cái bọn bên TikTok này ấy, mình chơi cho vui mà. Lê Khải ở bên này thấy mệt quá, mệt gì em? Chơi cho nó vui. Cuộc đời ấy phải rèn luyện mình với lũ ngu. Khi mà em rèn luyện em được với bọn ngu ấy, thì auto cuộc sống của em ấy chẳng có thành trì nào mà em phải gục ngã. Nếu như mà cuộc sống ấy em không vượt qua được lũ ngu này ấy, thì em không bao giờ vượt qua được cái bọn ngu đấy, thì em không bao giờ trở thành một người mạnh mẽ cả. Cái bọn vừa nghèo vừa ngu đấy nó rèn cho chị một cái, bọn vừa nghèo vừa ngu đấy nó rèn cho chị một cái tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Để có hôm nay là 70% phải nhờ bọn vừa nghèo vừa ngu đấy. Chứ còn người có tiền hoặc là người ta không có tiền mà người ta không rảnh, người ta sẽ không bao giờ đi comment tag một người ta không quen. Em hiểu không Lê Khả? Cái người ấy mà người ta có trí não ấy, mà người ta không bị ngu ấy, có thể người ta chưa giàu nhưng chắc chắn người ta sẽ không như vậy. Cái người mà người ta chưa giàu nha, người ta chưa giàu thì người ta sẽ luôn luôn chọn phương án này này, tập trung kiếm tiền không kiếm chuyện. Còn bọn vừa nghèo vừa ngu, nó sẽ tập trung vào tát chửi một ai đó cho xả xứ chết chúng nó. Mấy bộ đồ này người ta cũng tặng mua gác. Nam An Kiến á, sang tuần em ạ. Đâu chị cao đâu đụng đến trần nhà được. Đúng rồi, ô kít, mấy con bạn não đây nó hay cà khịa lắm em. Nhưng mà làm gì có cửa với chị em. Mọi người nghĩ xem, nếu như mọi người chưa giàu, mọi người sử dụng mạng xã hội chỉ để tiêu khiển, thì mọi người có đi chửi bới một người mà mọi người không quen không? Bữa nay chua đấy. Ui dồi, chua quá, sao quả bưởi chua thế? Ở Việt Nam mình là đỉnh cao nhé. Việt Nam mình là đỉnh cao của việc gọi là gì? Thấy có chuyện nó táp liền, chả biết người ta là ai. Trời ơi, giờ ai mà thèm đi Mỹ trừ chạy. Ừ. Chết. Chạy đi. Ừ. Chạy đi. Mẹ chúng mày muốn chạy lắm mà chạy thẳng vào tù thôi. Gớm. Giờ ai mà thèm đi Mỹ, úi trời ơi. Chúng mày chỉ đi Mỹ Tho với Mỹ Đình thôi. Làm gì được đi Mỹ ước đó. Thôi. Ui giời ơi. Ở Việt Nam có chuyện gì chị không tát, tự dưng cái chuyện bàn luận chuyện xã hội là câu chuyện rất bình thường. Đó là mình tát. Bàn luận chuyện xã hội là đặc thù của bọn vừa nghèo hèn vừa ngu ngốc thì tao sai. Ngon chua quá. Chua quá. Úi dồi ôi. Úi dồi, chua quá.
chú quá. Quả bưởi bên này sao bé thế nhỉ? Em chào chị Bình Yên. Ui dồi ôi, chơi phải chơi như cô mày. Ừ, cô mày giỏi nhất. Vào thẳng tù, thôi thôi tao sợ lắm. Tao sợ lắm, cô mày nhất. Thôi cô mày nhất được chưa? Tao sợ được chưa? Chứ cô mày cũng muốn chạy lắm. Chạy ra sân bay, cầm cái quốc tịch nước ngoài mà bị đuổi về. Chạy thẳng vào tù thôi. Tao sợ được chưa? Ít mẹ chúng mày là nhất, được chưa? Ok chưa? Tao sợ lắm. Tao sợ lắm luôn. Mẹ đi tù đéo ai chả sợ. Sợ lắm. Chứ mẹ chúng mày quốc tịch nước ngoài đấy, có đi được đâu. Trời ơi, không đi thì bảo cấm xuất cảnh, đi thì bảo là trốn, đi thì bảo là trốn nợ. Ôi trời ơi, nghe tao khổ quá. Ok ok, trốn nợ, trốn nợ, trốn nợ. Ok, trốn nợ, trốn nợ, được chưa? Ở tù phòng VIP, đúng rồi, cứ ở tù phòng VIP đi. Tao không ở tù phòng VIP đâu, tao ở khu ổ chuột được rồi. Tao không ở tù phòng VIP. Tao ở khu ổ chuột, thích tao lại mở cửa, tao lái xe, tao đi chợ. Tao mua rau, mua cỏ, tao ăn mày ơi thôi. Tao không ở tù phòng VIP đâu. Bún đậu vẫn bán bình thường. Tao không ở tù phòng VIP đâu. Cô mày nhất, ok. Cô mày là nhất. Good job. Mày qua đó chỉ được 3721 ngày kiểu dịnh về bán mắm tôm. Đếm nha. Đếm nha. Tao sang đây tiêu tiền ăn chặn từ thiện mà. Tao đâu có phải làm gì đâu. Tao cứ hàng ngày tao lấy tiền từ thiện ra tao tiêu. Tao làm gì đâu. Không có làm gì. Vào ở với cô đi các con. Vào ở với cô đi. Hoặc là thôi à, sắp Tết Tây rồi, mua cho cô cặp sâm banh. Sọc cặp sâm banh với hai chai vang, kèm với mấy gói thịt nguội để cô nhậu nhâm nhi. Chứ tao nghèo lắm. Tao chỉ có cá khô thôi. Bên này á, 1:30 chiều. Lại thủy tinh, dã man TikTok toàn thành phần tiêu cực trẻ trâu. Bọn ngu mà chị. Nhưng mà kệ chúng nó, chứ chúng nó ngồi, chúng nó cắn mình một tí. Cho nó đỡ bị ra đường phá hoại làng nước. Ui, chạy án qua Mỹ. Chạy được thì nhiều đứa nó chạy lắm. Chứ nghèo hèn như tao, bán bún đậu, mắm tôm, mấy tiền không có nổi 1 triệu đô, tiền đâu ra mà chạy án. Gớp, chạy được thì nhiều người Việt Nam người ta chạy lắm rồi các con ơi. Chạy án được người Việt Nam, nhiều người ta chạy lắm. Hằng 100687. Cái like toàn tiêu cực. Úi giời. Chúng nó phải chửi để mẹ chúng nó ra. Còn tính công, chấm công của chúng nó chứ. Mẹ nó ra còn phải chấm công của chúng nó. Để xem được. Có Sâm Nghệ bán em Hà My Nguyễn inbox chị. Thu bé ơi, cái bọn TikTok buồn cười lắm em. Nó táp 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 táp. Chị chăm live stream TikTok đi. Ừ, lâu lâu. Chạy án qua nước ngoài á, đọc trên TikTok cho nó giải trí. Chạy án qua nước ngoài mà chạy thẳng phòng VIP tao không chạy đâu. Thôi. Tao thôi. Tao nhất định không chạy đâu. Chịu chịu. Trời ơi, có sao người ta nói vậy. Ừ, cứ nói đi nha. Thôi. Bye bye. Đi ngủ nha. Bây giờ 1:30 chiều rồi. Mình ngủ trưa đến 5:30 chiều mình dậy. Mình nấu cơm chờ chồng về. Mình ăn bám chồng mà. Nên mình phải chờ chồng về để mình nấu cơm. Chứ không chồng lại đuổi mẹ về Việt Nam, chúng nó lại được mà thể chúng nó cười. Bye bye cả các nhà nhé. Nào, quấn tóc vào đây tí nào. Trời ơi, mấy cái con mà hay nhắc đến chị ấy, đéo có chồng, đéo thằng nào nó rước cay. Hiểu không?
Thu bé em có comment trừ chúng một chúng ta em quá trời. Ok rồi Trang Nikki. Tao khổ lắm chúng mày ạ. Đứa nào mà dám bảo tao là không dám đọc comment tao lốc luôn. Vân Tây ơi, cười vui lắm. Nào, nào còn đứa nào dám chửi nào. Nào, chửi đi. Chửi chưa? Chửi chưa để tao cho chúng mày ra đảo nào. Tao lốc chúng mày cho chúng mày ra đảo nào. Ok chưa? Nào, còn đứa nào nữa. Bún đậu cô bán, con chỉ cần sợ bún đậu cô khàn là ra. Đi ngủ chưa? Đi ngủ chưa? Chém béo như tầm này. Mới ăn bún đậu ngon, cảm ơn em. Vân Tây ở Dubai à? Ừ. Cảm ơn Nguyễn Ngọc ngày xưa ở Sài Gòn ăn bún đậu thì chị, thank you em. Chị Linh xinh đích ảo comment chửi nhiều lắm, lốc hết được không chị? Lốc hết chứ sao? Em đi thì em gái em vẫn quản lý quán bún đậu Việt Nam như chị Diễm. A à, đù chửi mà khóa đi xem mai là mẹ gì trời. Nhà không có nghĩa là tiếp chó, con hiểu không? Nhà mẹ, mẹ rửa bát thì mẹ bật tay, mẹ không lốc các con được. Nhưng mà khi nào ấy mà mẹ rảnh tay như lúc này, nào mày chửi mẹ câu coi, mẹ lốc mày luôn cho mày lập nick mới. Trời ơi, cả TikTok chửi mà đọc được hết chửi không, hay chúng mày copy paste chửi nào, vào chửi tiếp nhanh, chửi tao. Nguyễn Hoa mày cười kéo ơi, mày cười. Tao rửa bát thì tao không lốc chúng mày. Nhà có chủ, hiểu chưa? Bố mày thích thì bố cho mày chửi, mà bố đéo thích là bố khóa mõm chúng mày lại nhá. Chứ đi mẹ chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Chúng mày đéo thích thì chúng mày cứ chửi, còn bố mày đéo thích là bố mày bờ lốc. Chị đi ngủ rồi, chúng ngủ đêm chị không em. Đi mẹ lại ngồi, đéo ngủ. Ở đây chị không cay, mà là chị lại không cho chúng mày được quyền sủa tiếp. Chúng mày muốn sủa, chúng mày lại mua nick mới. Đấy, lại mua sim làm nick mới. Cái gì? Trời ơi, tao lại về Nguyễn Hoan. Chị sợ mẹ đâu, supply chị có bán buôn gì TikTok mà chị sợ. Tiếc cho một thần nhậu có gì đâu một tiếc. Đừng tặng cái gì cho chị tốn tiền. Cái gì Ngọc Lan đâu biết đổi tên là gì đâu em. Trời, tao sợ chúng mày quá. Tao sợ chúng mày chửi tao quá. Tao sợ bọn nghèo hèn sợ chửi tao quá. Cái bọn nghèo hèn chửi tao, tao sợ quá. Chào anh Phi Long. Mẹ đời chỉ sợ đéo có tiền thôi. Bên này 2 giờ chiều bạn. Chúng chửi em xong mai chúng nó có cơm ăn không trời. Tao bảo rồi, vào comment tab tao cho ra đảo liền. Bây giờ nó đéo rửa bát nữa nhá. Đéo làm gì nữa, ngồi blog này. Gớp. Chúng mày cứ làm như người ta chặn nick tao được cái gì mày. Tao đâu có cay, việc gì được cay. Tao cho chúng mày đi lập nick mới cho chúng mày tốn mấy chục nghìn tiền sim. Ok chưa? Đúng với bà. Mình cho chúng nó mua cái sim mới, thúc đẩy nền kinh tế nhà nước. Không, em không ở Cali, anh Phi Long. Cái tầm này mình phải cho chúng nó biết thế nào gọi là cay cú mình chứ.
Trên TikTok nó đẹp vậy đó, chứ ở ngoài không đẹp đâu em. Bên này 2 giờ chiều. Chào chị Cathy Kim Nguyễn. Nghe bà chửi chúng nó mắc cười. Trời ơi. Không, chỗ chị chưa có tuyết, Louis Nguyễn á, chưa có tuyết. Không phải dạo này hiền hơn mà chửi bên TikTok chúng nó dịp hoạt. Lâu lâu mình chửi chúng nó tí ấy, chúng nó cay cú. Để chúng nó quay phim chụp hình lại, chúng nó post mình trong anti. Dạ vâng em chào anh. Bờ lốc ấy đi chơi. Chị Huỳnh Hằng ơi đừng nhắc đến tên thằng đó ở nhà em. Thôi đi ngủ đây. Bye bye cả nhà. À hôm nay bà mẹ chồng em đưa em đến một cái chỗ bán mấy cái đồ nhựa. Cái siêu thị gì rẻ lắm mọi người ạ. Hôm nay mẹ chồng em đưa em đến một cái chỗ bán đồ nhựa rẻ lắm. 1 đồng 25 đô. À quên, 1 đô 25 sen. Chờ mãi không thấy idol gọi tên ngủ ngon. Cái tên nick của mày khó đọc quá. Mày đổi tên thành Long hay là gì đi. Đi store đồng giá có biết gì đâu. Hôm nay tại vì cần mua mấy cái rổ nhựa. Chị qua làm nail à? Ừ, chị qua làm nail này em. Chị qua làm nail. Chuẩn bị đi làm nail này em. Trời ơi. Chị nghĩ sao Miss Cosmo đã xem đâu? Chưa kịp xem, có biết xem giờ nào đâu. Xem trên TikTok không à? Đâu, blog mới có hai mấy đứa thôi. Bờ lốc giết từ 700 và 300 tại vừa báo là không like nữa đấy. Đi qua làm nail nè. Ôi sao bên này ngày tháng năm nó cứ hình như là nhanh hơn Việt Nam một ngày hay sao mọi người. Nhanh hơn Việt Nam một ngày. Hình như nhanh hơn Việt Nam một ngày. À phải là chậm hơn Việt Nam một ngày chứ nhỉ. Chửi xong bờ lốc cho chúng nó tức chị ơi. Cho chúng lập đích mới, mai chúng vào chửi tiếp. Vui. Bọn vừa nghèo vừa ngu mệt lắm. Chứ người ta nghèo người ta lo làm, đéo ai người ta lo đi cả khỉ ạ. Bên này chị ăn đồ Việt Nam thật ơi. Chị ăn đồ Việt Nam thật ạ. Chị ăn cá với cả tôm khô Việt Nam mang sang. Chị có biết ăn đồ Tây đâu mà. Hôm nào sẽ nấu canh măng sườn. Hôm nào sẽ phải nấu canh măng sườn mọi người ạ. Bên này không vui bằng Việt Nam đâu. Việt Nam thì vui hơn. Đồ Việt Nam bên này đắt chứ. Hết đồ Việt Nam chị lại về mang sang nữa à? Đâu cần em. Chị ship sang Mỹ đơn giản mà. Bên Mỹ này thiếu gì dịch vụ ship sang mà phải bay về sang mang sang. Chị còn bạn bè của chị Việt Nam bay sang Mỹ đầy. Việt Nam giờ này đang nhậu này, chuẩn bị về. Chiều Mỹ á, chán thì về. Hôm nay bên này thứ ba, Phương ạ. Diễm Quỳnh 2 giờ sáng vừa cho con ti vừa xem chị. Cười ở chị sang được khoảng 8 ngày rồi Phạm Thanh Phương. À, có học lại chứ em à, có xin học rồi
Ở bên này chậm hơn Việt Nam một ngày đúng không nhỉ? Ờ, chậm hơn Việt Nam một ngày. Ở bên này hôm nay là thứ tư. Hôm nay bước sang ngày thứ tư rồi. Thứ tư bên này rồi nhé. 8 ngày là thấy quen chưa? Đối với chị quen hay không quen cũng bình thường, tại vì là chị ở đâu mà chỉ cần có cái điện thoại, có wifi chị livestream được thôi. Chạy cảm ơn Kai. Chứ nói chung là chị nói thật, cái dân dân Việt Nam mình ấy, có một số thành phần ấy, mình thì kinh. Ngồi thì cà khịa. Ừ, cà khịa chắc là chị hiền quá. Không, Long Công Chúa chị vẫn bán bình thường em. Chị vẫn bán đồ ở Việt Nam bình thường. Nhưng mà bên này thì chị thấy rằng là măng khô với nấm khô bên này không ngon. Đi mấy cái siêu thị đồ Việt Nam thì măng khô, nấm khô không ngon. Có thể là do người ta không ăn cái món đấy, nên người ta không tập trung có những cái món đấy. Hôm kia Quan không thấy chị. Bên này 2 giờ chiều ạ. Chị nghĩ sao sao voi bản đôn, có biết voi bản đôn là cái gì đâu. Chế nhập đồ ăn Việt sang đây bán đi thôi. Có biết buôn bán bên này đâu, đường xá có biết đâu. Đường xá không biết, tiếng Anh không biết. Không biết. Bye bye cả nhà nhé, đi ngủ đây. Đi ngủ trưa. Không, em về không mang mang khô sang bán đâu. Bye các Thánh, đi ngủ đây. Ở Phương này em mua trà thải độc em cứ nhắn vào trang cá nhân của chị thôi, chị ship bình thường. Em nhắn vào Facebook của chị, vào Zalo của chị bình thường đây này. Em cứ nhắn vào đây này. Thấy không? Em không phải bắn nhắn cho 7, em nhắn cho chị. 7 nó chỉ là nhân viên của chị thôi, còn em mua hàng phải nhắn vào nhà chị, con 7 làm sao bán được hàng? Đó. Em nhắn vào số này này, số này, một trong hai số này. Là nhân viên trả lời nhanh nhất. Ok Phương nè, mang cái bảng qua đến biển luôn, mang cái bảng qua đến tận đây luôn. Em quen giờ giấc rồi chị, bên này bây giờ 2 giờ chiều chị ạ. Đó, đó, đó. Cái bà n tờ n ng tờ v 050789 bà đổi tên hộ tôi cái đi. Đó. Cái gì dữ vậy bà? Tôi vác cái này sang cái gì nữa. Có gì đông thích nghi. Ngập kẹo ngủ, ngủ bình thường. Ok chưa? Các bạn chụp lại chưa? Em đổi cái tên đi. Chứ em cứ lờ tờ vờ 050709 thì không làm được. Chị ơi hết anti rồi, ở lại nói chuyện bọn em. Đủ chưa lên ngủ? Lên ngủ chưa? Em cứ search chị Trang Trần có dấu tích xanh. Trang Trần có dấu tích xanh.
Thôi, đi ngủ nhá. Bye bye cả nhà.